Cảnh báo thực trạng nhiều chủ uh, cửa hàng sử dụng thực phẩm bẩn để kinh doanh, tiêu thụ ra thị trường nhưng lại khai báo là nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc để qua mặt các cơ quan chức năng và hậu quả không ai khác là chính người dân lại phải gánh chịu. Điều mà người dân lo lắng nhất uh, đối với tình trạng này là hiện không có giải pháp kỹ thuật để các sản phẩm động vật được khai báo làm thức ăn cho gia súc không thể chuyển đổi làm thức ăn cho người. Trong khi đó, trong khi các loại hóa chất phụ gia thực phẩm màu dùng làm sạch thực phẩm bẩn thì mua đâu cũng có.